Xin chào các bác. Những ai đang và đang quan tâm và đã biết đến những sản phẩm của bên em, nó là kích lặn, hay gọi đúng hơn nữa là súng lặn cá. Thì hôm nay em quay cái video này lên để khoe với các bác một sản phẩm mà hôm nay em cải tiến ra. Thì là trước đây em đã có những sản phẩm khác là kích lặn nhét ở trong ống 60 và dùng bình xe máy, nhưng mà nhiều bác thì ngại dây dợ ngùng ngoằng mới lại sợ công an ấy, thì để phải đeo túi, thì lúc gỡ túi cái thứ này nó lâu. Thì hôm nay em đăng lên một sản phẩm mới, đó là kích lặn mà tích hợp pin. Em sử dụng ống 48 cầm rất là đầm tay. Cái này nó nặng khoảng 1,5 cân. Thế thì những sản phẩm mới này của em thì chắc chắn là các bác quan tâm đến thời gian đi nó là bao lâu, thì trả lời luôn. Thời gian của nó sẽ đạt được khoảng là 10 cho đến 15 tiếng. Tại vì là các bác lặn xuống gặp cá thì mới bóp, chứ không phải là bóp liên tục giống như cái to mình phải bóp già để tìm cá. Cái loại này bác lặn xuống tối cá nó ngủ, nó dốc ở ven đá thì bác vào bác dí phát vào đi, thế là ăn cá thôi, là lụm thôi. Cái sản phẩm này thay thế cho tất cả các cái loại súng bắn cá bằng tên của các bác nhá. Nói chung là nó hiệu quả. Keo thì em đổ cực kỳ là kín. Đoạn này em đổ bằng sắp lến. Còn đoạn này em đổ bằng epoxy. Đoạn này em đổ bằng sắp lến, để nó thuận tiện cho cái bảo hành và sửa chữa sau này của em thôi. Và nó cũng đạt độ an toàn tuyệt đối cho các bác. Ở đây thì em dùng công tắc gạt 15A, gạt lên gạt xuống là mở kích. Còn đây là tắc sạc, có chống nước nhá. Cái này bác không nhìn thấy do cao su, nhưng mà do cao su em để bên trong, có chống nước cho các bác nhá. Dùng nước cho nó bền thôi, chứ còn để mà nó ngấm được vào đến máy thì chắc chẳng bao giờ. Cái mẫu này của em thì hôm nay vừa thiết kế ra. Còn những cái mẫu tương tự để dùng bằng bình xe máy ấy, thì những cái mẫu đấy nó tuổi thọ của nó, cái năm ra đời của nó thì cách đây 7-8 năm rồi. Đấy. Thì cái kích lặn này của em thì đơn giản là các bác mua về mở ra, là chờ đến tối đi lặn là gạt công tắc lên, đây gạt lên đấy, bóp máy là máy kêu này, đó máy kêu rất là đanh. Cái tiếng kêu này này nó cũng khác nhau, tiếng máy không kêu, bóp cò thì máy không kêu, nó là máy điện tử. Máy điện tử thì nó cũng có cái hay và cái dở của nó. Còn em sử dụng đây là máy cơ. Máy cơ thì bọn em làm thì điện đó bọn em phải làm cẩn thận hơn máy điện tử. Nhưng mà độ bền này và độ ăn cá thì điện tử thì chỉ xách dép cho con này thôi. Đấy. Còn gì nữa nhỉ? Cái mẫu này thì em thiết kế thì là các bạn lặn sâu hay lặn lông đều được. Đấy. Nói chung là trong một cái video để mà nói tất cả, nói từ A đến Z thì nó em cũng không nghĩ ra để mà nói, tiện đời nói đấy thôi. Đấy, thì các bác nào có thắc mắc gì ở trong con máy này, trong video này, thì các bác cứ để bình luận của mình ở dưới cái video này, em sẽ giải thích cho các bác. Các bác quan tâm đến cái kích này thì vui lòng gọi đến số 0352666197. Các bác dùng cái mẫu này thì nó an toàn nhé. Nhiều mẫu khác thì nó dùng một chĩa, thì cái điểm tiết diện của nó bé, đâm ra là nhiều khi bác gặp cá to thì đánh nó không đạt bằng cái hai chĩa như này, nên là em làm hai chĩa. Đấy. Các bác đặt hay là các bác có quan tâm đến sản phẩm này thì cứ gọi đến số điện thoại của em.
Rồi, em cũng báo giá luôn con máy này, đó là 1,8 triệu và em không bao gồm phí vận chuyển. Con này bảo hành cho các bác đó là chuyển cho các bác đến nhà, các bác đánh bóp cò máy chạy ok đấy. Còn nếu mà máy không chạy thì bác lại gửi ngược con máy này về cho em. Đấy, em sẽ đổi cho bác một con máy mới. Đó. Còn giá con này thì là 1,8 triệu. Đấy, các bác quan tâm thì gọi điện số điện thoại cho em nhé. Em chào các bác.